Hello Bảo Linh. Hello. Dạ. Có ạ. Gì ạ? Con có mà. Con bảo là có mà. Bây giờ học rồi mà. Bạn Linh ơi. Okay, hello. How are you today? I'm fine, thank you. Do you have breakfast? Yes. Okay. Bây giờ bài trước thì mình vừa học cái unit 32, đúng không? Yes. Hôm nay mình sẽ học sang unit 33 là on the beach nhá. Và mình sau cái unit 33 on the beach này thì mình sẽ ôn tập 3 kỹ năng là cái kỹ năng nói này, kỹ năng nghe và kỹ năng làm bài đọc. Sau cái đó và thêm hai unit nữa thì mình sẽ có một bài kiểm tra nhỏ nhá con nhá. Ok. Thì cũng phải 5 bài nữa cơ. Chắc là 2 tuần nữa thì mình mới có một bài kiểm tra. Nhưng mà đấy là cô cứ nhắc như thế nhá. Ok. Thế thì bây giờ, trước khi vào bài học của mình hôm nay thì mình sẽ có một số những cái vocabularies, những cái từ mới. Thì đầu tiên cô sẽ đọc và sau đó con sẽ đọc cái từ mới này theo cô nhá. Ok. Okay, the first one sand. Đoán cho cô xem sand có nghĩa là gì nhỉ? Con có biết nghĩa của từ này không? Bài cát ạ. Đúng rồi. Mình sẽ có sand là cát. Okay, good. Sand. Đó, sand. The next one, sea. Sea nè. Mình có C là gì con nhỉ? Là biển ạ. Là biển, đúng rồi. Good, Sì. C. Đó. Và cuối cùng là beach. 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 Beach thì là bãi biển, đúng không? Cái bãi biển này tức là Yeah. nó sẽ bao gồm cả bãi cát nữa, được chưa? Beach. Thì cái C này nó chỉ bao gồm là biển thôi, tức là những cái nước biển thôi ấy. Còn cái beach là nó sẽ là bãi biển.
Bãi biển nó sẽ bao gồm cát. Alright, okay, good. The next one is shell. Shell. Đọc lại với cô nào. Shell. Shell. Shell là gì con nhỉ? Là vật biển đó. Mình sẽ có shell là vỏ sò. Nếu mà từ này mới thì mình ghi một vở cho cô nhá. Được chưa? Yes. Shell. Shell là vỏ sò. Tiếp theo nào. Coconut. Coconut. Coconut là cái gì con nhỉ? Là quả dừa. Quả dừa, đúng rồi. Coconut là quả dừa. Good. Coconut. Và cuối cùng là sand castle. Sand castle. Good. Sand castle. Con có đoán được sand castle là cái gì không? Mình sẽ có sand castle là lâu đài cát, đúng rồi, sand castle. Sand castle. Okay. Sand castle. Mình sẽ có sand castle chính là lâu đài cát. Good job. So now we move to the part A, ask and answer the questions. Do you like going to the beach? Yes. Okay. What do you do there? I go and swim in the sea. You swim and? And building a sandcastle. Okay. Swim này, mình có rất là nhiều hoạt động ở biển đúng không? Đầu tiên mình có thể là swim này, mình có thể là xây cái lâu đài cát, là build the sand castle, hoặc là play football ở trên, làm sao đây? Ở trên cái bãi biển đúng không? Đúng không? Hoặc là play play volleyball, đó, chơi bóng chuyền, đó, mình có rất là nhiều những cái hoạt động ở trên biển. Okay, so we move to the second question. What do, and the first question. What do you wear to the beach? What do you wear to the beach? Con thường mặc gì ở biển con? Khi đi biển ý, thì tất nhiên là mình mặc cái gì cũng được. Nhưng mà mình có một cái những cái từ riêng để chỉ những cái đồ đi biển. Ví dụ như là swimwear. Cái từ swimwear đấy là kết hợp giữa cái từ swim trong từ bơi lội và từ wear trong từ mặc. Thì mình sẽ có từ swimwear hoặc là swimsuit. Thì đó, cả hai cái từ đó đây là những cái từ như kiểu là đồ bơi. Được chưa? Swimwear và swimsuit. Thì một lát nữa mình sẽ được thấy cái từ đó ở trong cái phần slide và những cái slide tiếp theo của mình nhá. Thì nếu mà có ai hỏi là what do you wear to the beach thì mình sẽ nói là I wear swimwear hoặc là I wear swimsuit. Được chưa? Và câu hỏi cuối cùng là gì đấy? What can you see at the beach? There is five things. Bạn có thể nhìn thấy những cái gì ở trên bãi biển nào? Hãy nói năm, hãy kể cho cô năm những cái đồ vật mà mình, hoặc năm những cái thứ mà mình có thể thấy ở trên biển nào. I can see gì đấy? I can see a sand, a sea, a coconut tree. Coconut tree. People. Đúng. Mình có thể nhìn thấy gì nhỉ? Mình có thể nhìn thấy sand này, nhìn thấy sea này, nhìn thấy coconut tree, nhìn thấy sand castle.
đi biển thì các bạn ấy rất là hay xây những cái lâu đài cát đúng không? Đó, thì mình có thể nhìn thấy sandcastle này, mình có thể nhìn thấy gì nữa, sao? Mình có thể nhìn thấy shell, những cái vỏ sò, vỏ ốc, shell, được chưa? Đúng rồi, mình có Và thể những nhìn. Và gì nữa con? và mấy cái rác ở dưới cát xong rồi đi vào nó cứ cắm vào chân. Ok, mình có giác tiếng Anh là gì nhỉ? Mình sẽ có giác tiếng Anh là chess. Chess, được chưa? Chess, đấy Yes. là giác. Ok. Hoặc là có rất là nhiều từ để nói từ giác, nhưng mà mình có thể dùng một từ khá là chung chung và phổ biến nhất sẽ là chess. Ok. Đúng rồi. Bây giờ thì biển có một số biển khá là bẩn đúng không con? Mình có thể dẫm Yeah. vào những cái rác đấy và mình rất là đau chân. À, thế Bảo Linh có thích đi tắm biển không? Yes. Ok. Và lần cuối cùng Bảo Linh đi biển thì là Bảo Linh đi biển gì? Bảo Linh đi biển ở đâu nào? Biển Phú Quốc với cả biển Nha Trang. Ok. Ừ, biển Phú Quốc thì biển Nha Trang rất là đẹp rồi đúng không? Thì như cái biển đấy con thấy nó có rác không? Một ý tôi là suýt nữa nó cắm chân. Ok, thì đi là mình phải cẩn thận nhá. Phải cẩn thận, được chưa? Nhưng mà hai cái biển đó cũng là làm sao đây? Một trong hai cái biển mà một trong những cái biển là đẹp nhất Việt Nam. Còn cô thấy là bây giờ nếu mà nhiều biển mà có rác ấy, thì nó thường là những cái biển ở miền Bắc thôi, đúng không? Ví dụ như là những cái biển ở Sầm Sơn này, đó thì những cái biển đó thì khá là bẩn. Nhá, được rồi, ok. Con có biết bơi không con? Chưa biết bơi Ok, thì mình sẽ nếu mà có cơ hội thì mình cũng nên học bơi nhá. Cô cũng chưa biết bơi luôn. à. Nhưng mà mình nên học bơi. Ok. So now we move to the next part. Now point to the picture. Bây giờ thì con sẽ cô hỏi đến đâu, cô hỏi đến cái sự vật nào thì con sẽ khoanh vào cái sự vật đó ở trong tranh cho cô nhá. Chưa? Yes. Ok, chuẩn bị sẵn cái bút vẽ cho con. Để cô bắt đầu hỏi nhá. Ai từ từ chờ tí Ok. con cái này đã 45 rồi cái máy xong nó tắt mẹ cái máy đi rồi ta được chưa? Cô hỏi nhá. Yeah. Ok. Where is The sun? sun is in the sky. The sun is in the sky. Ok. Now point to the sun. Bây giờ mình sẽ chỉ và mình sẽ khoanh vào cái the sun cho cô nhé. Đúng rồi, the sun is in the sky. Good. Where is the ball? Where's the ball? The ball is making the circle. Ok, the ball làm sao con? Between hả? Yes. Ball is between two girls. Cũng được, ok, good. Now point to the balls. Ok. Where are the shells? Where are the shells?
Where are the shells? The shells is in the sand. It's on chứ đúng không con? Ở trên mà. Ở trong thì mình cũng nhưng mà cũng có thể nó ở trong, có một số cái con, có số những cái vỏ sò thì nó ở trong thật, đúng không? Nhưng mà mình cứ nói nó ở trên cho cô nhá, cho nó dễ nhìn, được chưa? The shell is in the sand. Okay. Now point to the cells. Point to the shell, please. Okay, good. Rồi. And where's the monkey? The monkey is in on the coconut tree. The monkey is in the coconut tree. Đúng rồi. Nhưng mà con monkey này trông nó lạ nhỉ con nhỉ? Cái tranh này trông nó vẽ nó giống con gì, con beach. À con pig. Con pig. Tại vì cái mũi của nó vẽ kiểu giống con pig. Okay, now point to the monkey for me please. Okay, good. And can you see the fish? Yes. Okay. Point to the fish. Okay, good. Okay. So, point to the bananas. Okay. Okay. Good. So now we move to the next exercise. Now draw lines. Bây giờ con sẽ nhìn một bức tranh nhé. Con thấy không? Ở bên cạnh bức tranh này có một cái cột tất cả những cái từ vựng. Bây giờ nhiệm vụ của bản Linh là gì đây? Con sẽ nối những cái từ vựng đó vào những cái sự vật tương ứng ở trong tranh nhá. Thì làm mẫu, là có một cái ví dụ là người ta có cái từ bowl và người ta sẽ nối vào quả bóng. Được chưa? Yeah. Thì bây giờ con sẽ nối tất cả những cái từ này vào trong cái bức tranh này cho cô nhá. Đó, nối từ vào những cái hình ảnh tương ứng ở trong tranh. Được chưa con? Okay, so let's start.
Một tiếng gì ơi, đâu có gì đây thôi. Ok. Cái đấy cô vẫn hiểu nhé. Cái đấy cô vẫn hiểu mà con nói cái chủ đề với cái chiều. Cái đó. Rồi xong con. Nó bị chạy. Ai. Đi ba. Bắt đầu khi ba cái gì? Ba trăm xin quá hiểu. Tôi xong. Được không này được. Mất hết rồi à con? Rồi rồi. Ok đi. Đọc được cái nào? Chưa gì lên tới rồi. Ừ, thấy con không nói luôn cô ơi. Thôi được rồi, tôi không phải nói nữa. Không phải nói nữa. Không phải nói nữa nhá. Nào, bây giờ mình có sen là bãi biển, à bãi cát đúng chưa? Đúng rồi. Sea là biển, good, beach là bãi biển, bowl là bọng rồi. Boat là con thuyền, sun là mặt trời, fish là cá, bird là chim, mat là cái thảm, cái chiếu. Water là nước, shell là vỏ sò, phone là điện thoại. Monkey là con khỉ và ship cũng là cái thuyền luôn, được chưa? Nào bây giờ mình sẽ xem người ta. Đấy. So we move to the next part. Answer the question about picture. How many girls are there? There are two girls. There are two girls. Okay, good. Yes. How many boys are there? There are two boys. There are two boys. Okay, there are two boys. And how many shelves are there? How many shelves are there? There are 11 shelves. There are 11 shelves. Okay. How many birds are there? There are 3 birds. There are 3 birds. Okay. Yes. What color are the birds? It's a blue and white. It's blue and white. Okay, good. And what is the man doing? The man là đây này. Đây mới là the man này. Ở đâu rồi? Cái chuột của luôn. He is sleeping. Đúng rồi. He is sleeping. Good. What are the girls doing? They are playing a ball. They are playing the ball. Okay. What color are the fish? They are yellow.
They are yellow. Okay, good. So we move to the exercise C. Look at the letters, write the words, find the things in the pictures. Bây giờ mình sẽ nhìn vào những cái đám mây này. Ở những cái đám mây này thì nó có những cái từ lộn xộn. Thì bây giờ con sẽ phải sắp xếp lại những cái từ đó sao cho đúng. Được chưa? Ví dụ như con nhìn vào example đầu tiên là mình có từ coconut. Thì cái từ coconut này nó sắp xếp lộn xộn và bạn ấy đã làm sao đây? Viết lại đúng thành cái từ coconut. Và mình sẽ, sau khi mình tìm được cái từ đấy xong nhá, thì mình sẽ tìm lại những cái vật đó, cái sự vật đó ở trong cái bức tranh này. Chưa con? Có hiểu bài này chưa? Ok, so bây giờ con sẽ làm cái bài tập này cho cô nhé. Con vẽ luôn cái trong cái ấy cũng được. Ủa, cái gì thế này? Hỏi chấm chim nhắn. Đơn. Ủa cái gì ấy? Như này đi. Nào, number one, con xong rồi đúng không con? Yes. Ok, so number one mình có là gì đấy? Watch, đúng rồi, watch, good. Watch là cái gì con nhỉ? Watch. Là xem là cái gì ấy. Watch không, không, đúng là xem rồi, đúng là xem rồi nhá. Nhưng mà nó không có nghĩa mỗi là xem đâu, nó còn có nghĩa khác nữa cơ. Cái đấy là một thứ mà mình hay đeo ở trên tay. Đồng hồ ạ. Đúng rồi, watch còn một nghĩa nữa là sẽ là đồng hồ nhá. Yeah. Ok, tôi có nắp đây này, đồng hồ thì ở trên tay của người đang ngủ này. Tiếp theo number two, cái con có từ gì đây con, đọc lên cho cô xem nào. Flower tower. Sao sao
Cái từ photo này thì nó có phải là đi đầu, ở cái âm đầu tiên của nó có phải là F đâu, nó phải là PH chứ, đúng không? Thì mới là photo chứ. Còn cái từ này sẽ là một từ khác. Từ bàn chân nào. Bàn chân là Food. food, đúng rồi. Trời má. Đó. Rồi cuối cùng là đúng rồi, là bananas. Ok, bananas. Ở đây, rồi, good. Tốt nha. Hơi nhầm một chút cái từ photo thôi, nhưng mà không sao. Ok. Bây giờ mình sẽ có một vài những cái tips cho những cái bài tập của mình. Thì đây sẽ là tips cho cái phần speaking part 1 and 2. In speaking part 1 and 2, the examiner asks where is the, where are the questions. You don't need to say where the object is in the picture. You only have to point to it. The examiner will also ask how many word colors question. You can answer this question with the correct number from 1 to 20. And just one color word. For example, two blue. Tức là ở đây người ta cho mình một cái tips khi làm bài là gì? Là khi mà cái người hỏi người cái người ra đề ấy, là cô đây này, cô hỏi con là cái này ở đâu, cái kia ở đâu, thì con không cần phải trả lời là vị trí của cái đó ở đâu trong bức tranh, mà con chỉ cần làm sao đây, khoanh vào chúng thôi, point to it, Yes. chỉ ra nó và khoanh vào nó. Và cũng như thế, khi mà cái examiner là những cái người hỏi, những người ra đề như cô hỏi con là có bao nhiêu cái này cái kia, có bao nhiêu hoặc là màu của cái này cái kia là gì, thì con chỉ cần trả lời đúng cái số hoặc là cái màu đó thôi, ví dụ như là số 2 hoặc là blue. Được chưa con? Đã hiểu chưa? Yeah. Okay, so now we move to the next part. What are the missing words? Ở dưới này thì người ta có một số những cái gì đây, những cái từ để mình có thể điền được vào chỗ trống ở trên này nhá. Chưa? Và ứng với mỗi câu Okay. hỏi thì người ta đã có những cái nối vào rồi. Con thấy không? Có những cái từ nó nối vào đây này. Những cái nó nối vào những cái câu trả lời ở trong tranh rồi, được chưa? How many chấm chấm thì người ta cũng đã nối vào những cái sự vật đó để mình có thể dễ dàng mình điền. Mình tìm những cái từ dưới này mình điền rồi. Thế bây giờ thì con hiểu bài tập này không? Con hiểu ạ. Ừ, thế bây giờ sẽ Bảo Linh sẽ làm bài tập này cho cô nhá. Ok. Nghe vào ổn cát đi. Boat.
Ủa, mình hài rồi ha. Rồi tao thấy nắng. Định mặt. Hai, ba, bốn. Đừng có bắt tay nữa. Rồi xong. Xong chưa con? Xong rồi ạ. Bây giờ mình cùng check nhá. À, để tới đâu bây giờ Number one là what is this? This is a boat. Đúng rồi. What color is it? Green. How many boats are this? Okay, what is the bird? Đấy là con chim con nhá, con chim không phải con vịt đâu, con chim nhá. Rồi xong. Như con chim. What is the bird doing? Is walking. Có kiểu gì mình chân như con vịt ấy. Ừ, nó hơi giống con vịt một tí nhá, nhưng mà nó bay tí mà.
Thế nhưng mà thật ra nó vẽ này thì nó cũng to bằng con cua luôn đấy. Ừ, Mùi. rồi cái đấy thì bird hay là duck thì cô cũng chấp nhận nhé. Nhưng mà làm gì có con vịt nào ra biển chơi hả Bảo Linh? Thì có con chim thôi chứ con. Không. White. Đúng rồi. Charles S. Good. Dog doing is sleeping. Rồi con, thế là làm đúng hết rồi nhá. Cứ sẽ coi như đó là con vịt, được chưa? Được Nè. chưa? Ok, vậy thì mình đã làm đúng hết 10 trên 10 câu. Ok, good job. Well done. À, mình lại có thêm một cái tips nữa. Cái tips này thì sẽ là gì đấy? In listening part 1, ở phần nghe bài 1, you will hear two people talking about the picture. You will hear names and descriptions of different people. You need to match each name with the right persons. This is easier if you use your pencil to point the name you hear. And then the person who is speaking describe. Then you draw lines. Thì người ta bảo là ở cái phần nghe bài 1 ấy, thì con sẽ được nghe hai cái người nói chuyện với nhau về cái bức tranh đó. Và con sẽ nghe được tên và những cái giải thích về những cái người khác nhau, được chưa? Những cái bình luận, những cái thông tin để mình biết về cái người mà được nhắc cái tên đấy ấy. Và con sẽ phải nối cái tên với những cái người cho sao cho đúng nhất. Và sẽ dễ dàng hơn cho con nếu mà khi con nghe được cái tên đó và con viết luôn cái tên đó xuống cái giấy của mình, được chưa, để mình không bị nhầm. Và sau đó mình sẽ lắng nghe xem cái đặc điểm người ta nhắc đến là gì, và sau đó mình sẽ bắt đầu nối, thì như thế mình sẽ ít khi bị sai hơn, được chưa Bảo Linh? Ok, now we listen and draw lines. Bây giờ mình sẽ được thực hành luôn nhá. Mình sẽ được nghe một bài nghe và sau đó mình sẽ nối tên với cái người tương ứng trong tranh cho cô, được chưa con? Ừ, ok. Mình cô sẽ cho nghe nhá. 33E. On the beach. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Here's a picture of some kids from school and me, Grandpa. We're on the beach. Oh, yes. It's a great picture. Who's that? The boy in the boat. That's Matt. But it's not Matt's boat. It's his brother's. I see. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. One. And who's that girl? The one in the coconut tree. That's May. She loves coconuts. Is May a good friend? Yes, she's in my class. I really like her. Two. And what's that girl's name? That's Jill. What's Jill doing? She's looking at those shells. She's got lots of shells at home. Cool. Three. And that boy there is Hugo. Hugo. That's a great name. Yes, he loves running on the sand. Oh, but where are his shoes? I don't know, Grandpa. Four. Wait. Look, there's my friend Alice, too. The girl in the pink t-shirt? That's right. Alice likes sitting in a chair on the beach. Me, too. Five. And what's that boy's name? He's running into the sea. That's Dan. Dan loves swimming. In the evening? In the morning, afternoon, or evening, Grandpa. It's lots of fun. Được chưa? Yes.
Ok, mình sẽ check nhá, mình sẽ check rồi mình sẽ kết thúc buổi học hôm nay nào. Ok, good. Jill, Hugo, Alex and Dan. Dan Momo là gì hả con? Dan Momo là cái gì vậy? Đấy là Đồ. một nhân vật con yêu thích hả? Đồ. Okay, so we end our lesson today. Yes. Okay, chưa? Okay, so goodbye and see Goodbye, teacher. you soon. Okay, goodbye. Bye.